I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. Jesse Channels. Jay vừa mới đi gym về thì đợt vừa rồi ấy, ăn Tết ở ngoài Bắc thì Jay cũng có lên tầm 2 cân. Thành ra là lúc mà trở lại về Sài Gòn ấy thì đã quyết tâm giảm lại hết cái số cân đấy. Thì hôm nay thì đã là về lại được cái số cân mong muốn rồi, nên muốn tự thưởng cho mình một món gì đấy gọi là ngon ngon để ăn, ngon ngon mà phải béo béo ấy. Thành ra là có một món ở trong đầu của Jesse đã nghĩ ra rồi. Thì bây giờ Jay sẽ đi thay đồ và mọi người đi cùng Jay đi ăn nhé. Nào chung mình cùng đi. Thôi đi. Let's go. I'm so hungry though. Let's go. Lâu rồi ấy, Jay mới kiểu như là tự đi ăn vặt như này. Để đợt vừa rồi cả một tháng vừa rồi là không, không kiểu như là đây không dám tự ra ngoài ăn đâu. Có thi thoảng kiểu có ra ngoài ăn với bạn bè này kia cũng kiểu như là ăn chấm mút một xíu thôi chứ cũng không dám ăn nhiều. Hôm nay được ăn rồi. Let's go. Thường thì Jay cũng không có hyper như vậy đâu, kiểu thi thoảng thôi. Hồi lúc nào cũng kiểu điên điên như này. Wait, wait, I think where's the front door? Stay there. Dad, dad. How do I look? Nice. Okay. Nice and pretty. Yes. Good. Now I'm cute. I'm cool. Is that not pretty? Yes. I'm not. How dare you? How dare you say I'm not pretty? It hurts. Okay, here's the problem. I don't know where the car is at. Đây là có đống đồ của em chưa hay là em để đồ nhà chị, em có cầm đồ đến nhà chị không? Này thôi đúng không? Để maybe là tí nữa xong chị đi chắc. So. Okay, stay right there, go. Jay đói lắm rồi. Jay đói lắm rồi. Gosh. Các bạn ơi, thỉnh thoảng là Jay bị mix up giọng Nam với giọng Bắc á. Vì họ nội là trong Nam, còn họ ngoại là ngoài Bắc. Mà bây giờ lại ở trong Sài Gòn nữa. Thì nên là cứ thường là ai nói chuyện với Jay bằng giọng Nam á thì Jay hay bị trả lời lại bằng giọng Nam. Còn giọng chủ yếu thì vẫn là giọng Bắc thôi. To eat.
Bình thường thì chơi cũng không có tự ra ngoài ăn tối như này bao giờ đâu, lúc nào thì cũng kiểu đi có bạn ý. Nhưng mà hôm nay đã có bé cameraman trợ lý đi cùng chơi xin ý. Rất ngại lắm. Quay đồ ăn nè. Đây là món cơm tấm giá họ ở trên đường Đề Thám mà Jay đi học nha. Ở đây có cơm tấm đa dạng rất là ngon. Chị cho em một phần cơm tấm ba dọi với ba dọi này này, mà phần ít mỡ thôi nhá, thêm trứng với một chút lạp xưởng. Nhiều tóc mọi người thấy Jay Văn Tham không? You see there, yeah? Should we use some lights? Yeah. I don't know. You think it's okay? Yes. Let's see. The earlier is not too bright. Okay, here's it. Yeah. Đây là địa chỉ số 269 Đề Thám, quận Nhất các bạn nhé. Thì quán này hình như là mở từ chiều tối. Quán này mở từ mấy giờ em nhỉ? Từ 3 giờ chiều đến 4 giờ sáng các bạn nhé. Lâu lắm rồi chơi không ăn, tại vì vừa rồi là đợt cũng kiểu diet khá là dài ấy. Bây giờ mới được ăn lại. Nói chung là cũng thi thoảng có những ngày kiểu như là diet quá nhiều thì cũng cho phép bản thân mình ăn cái này cái kia, nhưng mà ăn khối lượng rất là ít chứ không được thoải mái đâu. Thường thì thích chơi thích ăn buổi đêm hơn, ban ngày thì không có hứng thú ăn nhiều lắm đâu. Buổi đêm mình như là mọi thứ nó ngon hơn thì phải. Để chơi gại cá bóc úp ở đây bóc mỡ đó này. Chơi phải quay một cái story ngắn. Good. Cho một miếng tóc mỡ vô, miếng trứng nhẹ, một ít mắm đen nhẹ. This is a big piece. It's really, really good. Giờ tìm miếng xúc xích nhé. Ở bên cạnh có kiểu quán bar nó bật nhạc ấy, mình ngồi đây vừa ăn vừa quẩn miễn phí. Chọn
gần hết rồi đấy. Đấy đùa thôi, thật sự là chính là chia cho em cameraman hết là 3/4 đĩa cơm. Tại vì không, mình thì thèm thì thèm đấy thôi, nhưng mà cũng không nên ăn số lượng quá nhiều. Nhưng mà muốn giữ người đẹp ấy thì cũng kiểu ăn để cho đỡ thèm thôi, chứ không nên ăn hết một phần. Thì đấy là những cái Jay lúc mà đây ấy. Tại vì Jay là một người không muốn ăn no có một bữa, có thể một ngày chia ra là 5-6 bữa, mỗi bữa ăn một tí thôi, không thế mới giữ được bé. Chứ ăn một lần là hết một cái đĩa này chắc là lắm rồi. Nên phải ăn nốt rồi à, để mình đi chơi tiếp. Ngon. Lâu lắm rồi phải ăn lắm. Đầy mồm thế này. Trước lúc nào cũng kiểu ăn ít một xong rồi lúc nào phải cầm chừng ấy. Khổ lắm. Bây giờ là khá là gầy rồi nên là được quyền ăn một chút. Đó. Đó, tự trang đó. Hôm nay là tối thứ 6 ấy. Ăn xong đi về thì chắc là hơi buồn. Giờ đi đâu chơi rồi nhỉ? Uống nước rồi. À, chị ấy bạn chị bảo là trà dâu ngon. Trà dâu ở đâu ngon? Nhà lớn ạ? À, Đông Du ạ? Thế bây giờ ra Đông Du mua trà dâu xong rồi mang về nhà lớn ngồi uống. Sao thế? Xe gửi đẳng hả? Thật sự là nhìn cái đĩa đồ ăn mới của người ta ấy, Jay vẫn còn thèm. Cái bác ở trước mặt nhìn quay thằng bác ấy. Nhìn bác ấy ăn vẫn còn thèm mà. Jay là một con heo. Tối thứ 6 bạn ạ, khá là đông vui ấy. Jay là một người kiểu như là không thích ở nhà đâu, nên tối nào cũng phải tìm việc để ra đường. Chung là ban ngày thì làm hết việc rồi thì tối chỉ muốn đi chơi thôi. Vì ở nhà thì một mình hơi trầm cảm. Nhưng mà lại thích ở một mình. Rất thích ở một mình, nhưng mà lại kiểu như là ở nhà một mình buổi tối thì lại buồn quá nên phải ra đường. Nhưng mà sống thì lại thích sống một mình nhá. Biết sao? Nó là thế thôi. Chase. Hết trà, lúc nãy đi ngang qua chỗ trà dâu đúng không? Kiểu bị đông quá nên đã đổi địa điểm sang chỗ trà đào. Xem là ngon hay không, chơi chưa rồi những cái này đâu. Tiên Jay ngồi nhà hát lớn uống trà ấy, không bao giờ ra đây ngồi, ở đây là đầu tiên luôn. Cũng chiêu là phép. Thank you.
ra đi ngồi ấy, nên là mà chưa giờ chơi ra. Hôm nay ra thử xem nó như thế nào. Vui. Sau sẽ ra tiếp nếu mà có nhiều người hơn. Tối hôm nay thì đã kiểu khá là thỏa mãn vì đã được ăn được một đĩa cơm tấm rất là thèm buồng lâu nay, nhưng thì diet nên chưa được ăn. Thì tối nay đã được thỏa mãn cơn thèm và sau đó là đã ra đây nhà hát lớn chill một mình. Cảm thấy cũng khá là thú vị ấy, chứ không như mình nghĩ là kiểu ra đây một mình thì buồn đâu. Ra đây cũng ngắm đường ngắm phố, thấy vui phết. Tối nay vlog của Jay đã kết thúc ở đây nhé. Bây giờ Jay đi về đây. Mong các bạn like, share và comment nha. Và nhớ ủng hộ những vlog tiếp theo của Jay nhé. Bye bye mọi người. Bye.